Chào mừng quý vị đã quay trở lại với không gian của nền tảng số. Chương trình phát sóng vào lúc 13 giờ thứ bảy và 16 giờ 45 phút chủ nhật hàng tuần trên kênh VTC1 và tôi là Thanh Huyền. Còn tôi là Triều, đồng hành cùng chị Thanh Huyền trong chương trình nền tảng số tuần này. Hey Siri, could you tell a story? One winter, a family of ground squirrels was settling into their tree to hibernate, and Kiddo Squirrel was not happy about having to stay in all winter. Listen, Kiddo. Vâng, thưa quý vị, Siri là trợ lý ảo được điều khiển bằng giọng nói của Apple. Ngoài những câu hỏi đơn giản như trên thì mọi người có thể sáng tạo và yêu cầu trợ lý ảo này thực hiện nhiều tác vụ khác nhau nữa. Các trợ lý ảo trên điện thoại thông minh như Siri, Cortana và Google Now đã được nhiều người biết đến. Tuy nhiên, rất ít người dùng Việt Nam sử dụng những trợ lý ảo này do chúng chưa thực sự hiểu ngôn ngữ Việt và chưa tối ưu cho người Việt về mặt thông tin và địa phương hóa. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp công nghệ Việt đã nghiên cứu phát triển các trợ lý ảo AI sử dụng hoàn toàn tiếng Việt dành cho người Việt Nam. Không chỉ thực hiện những việc đơn giản như là nghe nhạc, đọc tin tức, trợ lý ảo AI cũng giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, tập trung nguồn lực con người để thực hiện các công việc tạo ra giá trị cao hơn. Trước sự thiếu hụt kiến thức cũng như nguồn nhân lực công nghệ thông tin, nhiều doanh nghiệp cấp bách tìm kiếm sự hướng dẫn và hỗ trợ để tối ưu hóa ứng dụng chatbot. Bởi lẽ chatbot là một khoản đầu tư dài hơi để song hành với doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số và thậm chí là sau đó. Câu chuyện về một nền tảng chuyển đổi số ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI sẽ là nội dung chính của nền tảng số tuần này. Nhưng trước hết, chúng ta hãy cùng nhau điểm lại một số thông tin chuyển đổi số nổi bật trong tuần qua. Thưa quý vị, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết trong năm nay, Bộ tiếp tục thúc đẩy hoạt động mạng lưới tổ công nghệ số cộng đồng trên toàn quốc để hỗ trợ mạnh mẽ trong việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp quy mô quốc gia về chuyển đổi số tại địa phương. Để thực hiện mục tiêu này, Bộ Thông tin và Truyền thông đang triển khai các hoạt động hướng đến tăng cường năng lực, thiết lập công cụ số, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng hoạt động. Kế hoạch dự kiến gồm các hoạt động như cập nhật bổ sung các khóa học trên nền tảng học trực tuyến Mở Đại Trà MOOC về phát triển tổ công nghệ số cộng đồng cho cán bộ chính quyền cấp huyện, cấp xã và kỹ năng tổ công nghệ số cộng đồng cho thành viên các tổ và người dân. YouTube vừa đưa ra chính sách cập nhật cho chương trình đối tác của nền tảng này, hạ tiêu chuẩn cũng như mở ra nhiều phương thức kiếm tiền mới cho nhà sáng tạo nội dung. Theo đó, tiêu chuẩn mới cho phép người dùng YouTube được bật chức năng kiếm tiền khi đạt 500 người theo dõi, giảm một nửa so với trước đó. Nhiều quy định khác cũng được nới lỏng, nhưng người dùng chỉ cần tổng thời lượng xem video ở mức 3.000 giờ, giảm 1.000 giờ so với trước đây. Lượt xem video theo dạng short theo yêu cầu cũng giảm từ 10 triệu lượt xuống còn 3 triệu lượt. Thưa quý vị, sự xuất hiện của ứng dụng ChatGPT iOS đã mở ra cuộc tranh luận về quyền riêng tư, điển hình là những lời kêu gọi chính phủ điều chỉnh sự phát triển AI. Ứng dụng ChatGPT trên iPhone có đầy đủ tính năng của bản web, miễn phí và không có quảng cáo. OpenAI cho biết ChatGPT miễn phí trên iOS, nhưng nếu muốn trải nghiệm công nghệ tiên tiến hơn, người dùng có thể đăng ký gói ChatGPT Plus với giá $20 mỗi tháng. Mặc dù công ty này đã tuyên bố rằng công ty rất coi trọng quyền riêng tư, nhưng nhiều chuyên gia cho rằng phải cẩn thận, xem xét sự cần thiết của việc chia sẻ thông tin nhạy cảm. Với cú hích mang tên ChatGPT, hàng loạt ông lớn công nghệ trên toàn cầu như Google, Microsoft, Meta, Amazon hay Alibaba đã chính thức gia nhập cuộc đua nghiên cứu phát triển với các khoản đầu tư khổng lồ và các kế hoạch đầy tham vọng. Tất nhiên, AI không phải là cây đũa thần, biến không thành có. Bên cạnh những thành công vượt trội mang lại doanh thu hàng tỷ đô la Mỹ cho một số tập đoàn, thì không ít công ty công nghệ cũng phải ngậm chai đắng khi chỉ mới đưa ra bản thử nghiệm. Hai công cụ tìm kiếm lớn nhất tại Mỹ là Microsoft và Google mới đây đã thử nghiệm tích hợp sử dụng công cụ AI tương tự với ChatGPT. Công cụ này hiện không chỉ cung cấp danh sách kết quả tìm kiếm, mà nó còn trả lời các câu hỏi, trò chuyện và tạo ra nội dung đáp ứng các truy vấn của người dùng. Reuters cho biết Alphabet đã mất 100 tỷ đô la Mỹ giá trị thị trường khi chatbot mới của công ty này là Ba chia sẻ thông tin không chính xác trong một video quảng cáo. Như tất cả các công nghệ máy tính, AI là đỉnh cao. Nếu AI có thể quét mọi thứ 1 tỷ lần trong một giây, thì không con người nào có thể ghi nhớ được những gì nó có thể. Nó rất ấn tượng. Nhưng rắc rối là nó làm những điều tốt đẹp cho chúng ta, nhưng nó cũng có thể gây ra những sai lầm khủng khiếp khi không biết nhân tính là gì. Hệ thống AI của chatbot cũng mang lại không ít những rủi ro vì những sai lệch trong thuật toán có thể khiến kết quả tìm kiếm không chính xác.
năm 2016, Google phát hành chatbot cho Twitter chứa nội dung phân biệt chủng tộc, đã buộc phải đóng cửa. Một AI của trang tin tức CNET tại Mỹ cũng bị phát hiện tạo ra thông tin sai lệch hay ăn cắp ý tưởng. Business Insider bình luận, cuối cùng, Bing của Microsoft cũng có cơ hội ăn miếng trả miếng với Google bằng ChatGPT. Trong nhiều thập kỷ, Bing chỉ đứng thứ hai sau công cụ tìm kiếm Google với khoảng 9% lưu lượng tìm kiếm, trong khi đối thủ Google chiếm tới 80%. AI kỳ vọng sẽ tạo ra cơ hội để Microsoft phá vỡ thế thống trị của Google. Bất chấp những ý kiến trái chiều từ phía chuyên gia, các đại gia công nghệ gồm Google và Microsoft vẫn tin rằng công cụ AI sẽ phát triển vượt bậc, ngay cả khi thi thoảng phải đối mặt với những cú vấp ngã. Các quốc gia khác như là Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đều đã đầu tư mạnh vào nghiên cứu và phát triển AI trong nhiều năm qua. Trung Quốc đã đưa ra một chiến lược quốc gia về AI và tạo ra một số công ty công nghệ hàng đầu thế giới trong lĩnh vực này. Nhật Bản và Hàn Quốc cũng đã đạt được tiến bộ đáng kể trong các lĩnh vực ứng dụng AI như là xe tự hành, robot và các ứng dụng trong y tế, công nghiệp. Hướng đi của Việt Nam là dùng AI để tạo ra trợ lý ảo chuyên sâu cho từng lĩnh vực chuyên môn. Để hiểu hơn về giải pháp AI đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số, ngay bây giờ chúng ta cùng gặp gỡ anh Dương Lê Bình Đức, Phó Giám đốc Trung tâm Kinh doanh AI, FPT Smart Cloud. Chiến lược của FPT là xây dựng một số những nền tảng và cùng mọi người ứng dụng và phát triển nền tảng đó. Vậy FPT AI sẽ tạo ra những giá trị nào cho mọi người và cho doanh nghiệp ạ? Bản thân khi FPT AI đưa sản phẩm ra thị trường thì cũng đang cung cấp dưới dạng là nền tảng. Và điểm mạnh nhất của nền tảng hay còn gọi là platform là người dùng có thể tùy biến cũng như là có thể tích hợp vào trong các hệ thống của khách hàng. Với người dùng thì hiện giờ chúng tôi đang cung cấp các open API và theo số liệu thống kê hiện tại thì đang có khoảng gần 30.000 các lập trình viên đang sử dụng các API của FPTI trong các sản phẩm dịch vụ của các bạn. Và đối với khách hàng doanh nghiệp thì chúng tôi để xử lý các bài toán lớn thì chúng tôi cũng có những phần tích hợp cũng như là tùy biến dành riêng cho các khách hàng lớn. Dưới góc nhìn của anh thì công nghệ trí tuệ nhân tạo AI sẽ định hình ngành công nghiệp, công nghệ số tại Việt Nam như thế nào ạ? Hiện tại thì AI đã định hình các ngành công nghiệp của Việt Nam rồi. Chúng ta đã thấy AI ở trong front office, trong việc mà giao tiếp với cả khách hàng, những cái tác vụ lập đi lập lại hàng ngày, hoặc là về back office trong phần xử lý giấy tờ, rồi đánh giá và quản trị rủi ro. Hoặc là trong một số lĩnh vực liên quan đến y tế thì chúng ta đã có những cái phần liên quan đến thị giác máy tính trong việc phát hiện và xử lý những cái bệnh, tiền chẩn đoán. Và hoặc là trong lĩnh vực về sản xuất thì AI camera thì hiện giờ đang được sử dụng rất là phổ biến và rộng rãi. Vì vậy tôi nghĩ là AI nó không phải là định hình nữa mà nó đang ở trong cuộc sống hàng ngày, trong các ngành công nghiệp hiện tại rồi. Xin cảm ơn anh vì đã tham gia buổi trò chuyện cùng chúng tôi ngày hôm nay ạ. Thưa quý vị, Việt Nam có dân số trẻ, nguồn lao động chất lượng cao dồi dào và quan tâm đến việc học tập và làm việc trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, việc triển khai trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam còn đang đối mặt với nhiều thách thức. Việc áp dụng AI đặt ra nhiều vấn đề về quyền riêng tư, an ninh thông tin và trách nhiệm pháp lý. Các chuyên gia cho rằng là Việt Nam cần thiết lập các quy định pháp lý và khung chính sách rõ ràng để bảo vệ quyền riêng tư và đảm bảo an toàn thông tin. Theo thống kê của KMGP, hiện có 56% doanh nghiệp trên thế giới đang ứng dụng AI. Dự kiến năm 2030, AI đóng góp hàng nghìn tỷ đô la Mỹ cho kinh tế thế giới và có thể tạo ra 1,2 triệu việc làm vào năm 2034. Tuy nhiên, ngoài vấn đề về công nghệ, chúng ta cần quan tâm về các quy định, quy tắc về bảo vệ và sử dụng dữ liệu. Dữ liệu là yếu tố rất quan trọng trong bất kỳ ứng dụng nào của trí tuệ nhân tạo. Do đó, ngoài vấn đề công nghệ, chúng ta cần quan tâm về các quy định, quy tắc bảo vệ, sử dụng dữ liệu đáng tin cậy. Phát triển AI tại Việt Nam còn nhiều thách thức, nhưng điều đó không ngăn cản các doanh nghiệp Việt đi sớm và bước thẳng vào kỷ nguyên AI từ vài năm qua. Từ năm 2019, VinAI đã có hơn 100 công trình được công bố, đạt chất lượng ngang bằng với các nghiên cứu trên thế giới về AI. Lãnh đạo VinAI tin rằng, với những sản phẩm AI có giá trị gia tăng cao, ứng dụng trên toàn cầu, cùng với hoạt động đầu tư nghiên cứu, phát triển nguồn nhân lực là cơ sở để AI tại Việt Nam có thể theo kịp các nước phát triển. Nếu chúng ta có thể chọn những cái vấn đề
mà nó mang tính ứng dụng thực tế rất là cao tại Việt Nam, nhưng cũng đồng thời là cái mang tính ứng dụng thực tế phục vụ cho tất cả mọi người khác ở trên thế giới. Nếu mà chúng ta chọn được một cái vấn đề như vậy, thì tôi nghĩ là khi mà chúng ta giải quyết cái vấn đề đó, thì cái tiềm năng cũng như là tất nhiên là khả năng thành công sẽ khó, bởi vì chúng ta sẽ có rất nhiều những cái sự cạnh tranh đến từ tất cả các công ty khác ở trên thế giới. Nếu mà nói cái tương lai của cái lĩnh vực AI như thế nào thì chúng ta cũng có thể tưởng tượng như là điện vậy. Nó sẽ là một cái động lực thúc đẩy của hầu như tất cả các ngành giáo dục, như chẳng hạn như tài chính, chẳng hạn như sản xuất. Chúng tôi cũng đang tham gia xây dựng các cái giải pháp để thúc đẩy và đảm bảo nó chắc chắn sẽ là một cái tương lai rất là đẹp và tươi sáng để cho chúng ta có thể cùng phát triển trong cái lĩnh vực trí tuệ nhân tạo này. Tính đến năm 2021, Việt Nam đã phát triển AI mạnh mẽ, tăng 14 bậc, trở thành quốc gia đứng thứ 62 toàn cầu và đứng thứ 6 trong ASEAN về chỉ số sẵn sàng AI và vấn đề cơ sở dữ liệu, nền tảng để phát triển trí tuệ nhân tạo. Chính phủ có nhiều đề án nhưng đang triển khai quyết liệt đề án 06, từng bước xây dựng kết nối cơ sở dữ liệu nhiều tầng lớp liên quan đến từng người, gắn với bảo đảm tính riêng tư. Vâng, chatbot là giải pháp hữu ích được nhiều doanh nghiệp lựa chọn sử dụng bởi những ưu điểm vượt trội mà nó mang lại vượt xa hơn rất nhiều so với khả năng của con người. Chính vì vậy, có rất nhiều chatbot Việt Nam được ra đời để thực hiện các hoạt động đó. Trong phần tips xoay để chuyển tuần này, nền tảng số sẽ giới thiệu một số chatbot phổ biến tại Việt Nam được nhiều người sử dụng nhất hiện nay. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Bitfly Chat là phần mềm chatbot hàng đầu hiện nay giúp doanh nghiệp chăm sóc và tư vấn khách hàng hiệu quả. Bitfly Chat có khả năng tự động các câu trả lời của khách hàng theo kịch bản được xây dựng sẵn và phù hợp với các đơn vị tổ chức sự kiện, hệ thống chuỗi với các cửa hàng bán lẻ cần quản lý nhiều fanpage cùng một lúc. MessNow là một chatbot Việt Nam được tài trợ bởi Facebook, Microsoft và Amazon. Với hơn 5 triệu người dùng, tương ứng với 10.000 chatbot được tạo bởi những ưu điểm như giao diện bằng tiếng Việt, tích hợp chatbot vào Zalo, khả năng đa ngôn ngữ với hơn 50 loại ngôn ngữ khác nhau trên thế giới, tạo và triển khai chatbot vào Facebook một cách đơn giản và dễ dàng. 3. ChatGPT. Với chatbot Việt Nam ChatGPT, bạn có thể dễ dàng điều khiển mọi hoạt động của nó bằng việc xây dựng một kịch bản chatbot có sẵn câu hỏi và câu trả lời do bạn tạo ra. ChatGPT cũng được rất nhiều doanh nghiệp ưa chuộng sử dụng bởi những thế mạnh như hỗ trợ chat trên mọi phương tiện, âm thanh và hình ảnh. Các hệ thống thanh toán được tích hợp như PayPal, Stripe, các nền tảng thương mại điện tử được tích hợp như OpenCard, Megato và WooCommerce. Theo công ty nghiên cứu và tư vấn công nghệ thông tin hàng đầu thế giới, đến năm 2021 chỉ mới có 2% công chức văn phòng sử dụng trợ lý ảo. Thế nhưng đến năm 2025, con số này được dự báo sẽ đạt đến 50%. Với quy mô thị trường tăng trưởng nhanh cùng lượng khách hàng tiềm năng lớn, đây chắc chắn sẽ là miếng bánh béo bở cho bất kỳ doanh nghiệp công nghệ nào đang dấn thân phát triển trợ lý ảo. Có thể thấy, dòng chảy chuyển đổi số và xu hướng không chạm hậu đại dịch đã mở ra tiềm năng và cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam. Và câu chuyện về cuộc đua phát triển chatbot AI trên toàn cầu và xu hướng tại Việt Nam đến đây cũng xin được khép lại. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi. Đừng quên kết nối với chúng tôi qua những nền tảng số đang hiển thị trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại.